nghiệp và cái giáo lý nhân quả các vị phải biết đó là cái quy luật tự nhiên đức phật chỉ cho mình thấy chứ không phải đức phật tìm ra mà nó là có nó luôn luôn hiện hữu trong mọi giai đoạn mọi nơi mọi lúc và đức phật chỉ cho chúng ta biết đó là nghiệp đó đó là nhân quả và chính nhờ cái vấn đề nghiệp nhân quả này mà con người ta trả lời được lý giải được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ai mà nắm vững được cái vấn đề nghiệp và nhân quả thì tự khắc giải hóa được rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. <laughs> Như vậy thì hôm nay mình sẽ được nhắc lại một cái khái niệm không có phải là xa lạ. Nhưng mà lại vấn đề là ai gánh nghiệp cho ai? Thì đó là vấn đề các vị đang đặt ra. Thì sư nói cái vấn đề nghiệp và nhân quả không chỉ cho con người mà loài vật cũng có cái bị chi phối bởi quy luật nhân quả. Con chó cũng có con chó sướng hơn con nhà này con chó sướng hơn cái con chó nhà kia. Con chó nhà nó khác cái con chó, chó sói, chó hoang trong rừng. Con mèo cũng có con uyển chuyển như bà Hoàng. Có con là lây lất mèo hoang, nhảy từ nơi này sang nơi khác, đói khát. Con vật cũng bị chi phối bởi quy luật nhân quả nghiệp báo thưa các vị. Như vậy á trong những năm Đức Phật thành đạo và thuyết pháp thì ngài đã nói đến cái vấn đề này qua cái các cái lời dạy các vị phải sống như thế nào, nói như thế nào, suy nghĩ như thế nào bởi vì tất cả hành động, lời nói, suy nghĩ đều có kết quả đưa đến một cách thiết thực trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như người mù, tụng đại bi, đó là một cái nhân lành. Ngày xưa chưa biết tu, thì họ tập họp vào, họ nói rất nhiều vấn đề mệt mỏi, phàm phu và tạo nghiệp. Bây giờ họ gặp nhau, họ hỏi thuộc kinh chưa? Sư sách dò rồi, thuộc bài chưa? Thì đó là một cái nhân lành ở cái, cái khẩu. Cho nên nếu chúng ta xem thường những cái vấn đề suy nghĩ đúng lời nói đúng hành động đúng chúng ta xem thường chúng ta nói lời nói gió bay muốn nói gì thì nói thì chúng ta đang tạo các cái nghiệp nghiệp nhân rồi sẽ đưa đến cái quả báo cho nên sư muốn nói với các vị trước khi nói gánh nghiệp thì phải nói nghiệp là cái gì mình tưởng tượng đó là cái gì nó đè lên người mình mà mình không hiểu nghiệp là cái gì ở đây quá nhiều người hiểu nó nhưng có rất nhiều người cũng dùng mà mình không biết nghĩa là gì thì nghiệp sư nói lại Chính là hành vi của thân nè Lời nói của miệng nè Suy nghĩ cái gọi là ý Là ý muốn là suy nghĩ Là ý định Là nói năng là hành động Là thói quen Cái người không có thói quen nghe Pháp Không có ngồi đây nghe được Người mù mà họ ngồi một tiếng hai tiếng Họ đã huân tập gần 10 năm nay rồi các vị các vị tưởng vô đây ngồi cái nghe được sao không có đâu một chốc là đi ra và cảm thấy cái chuyện sư nói nó không có ăn nhập gì tôi đi ra tôi ngắm trời đất tôi lấy cơm ăn có lý hơn cái người mà ngồi nghe được là đã huân tập một thiện nghiệp trong chánh pháp nhưng trong nhà phật các vị biết tạo nghiệp là khi nào là một hành động mà có sự tác ý mới gọi là nghiệp cố ý mới gọi là là nghiệp Chẳng hạn các vị bước vô chánh điện Đi đông như vậy có một cái đàn kiến nó đi ngang Các vị dẫm đạp vô Có tạo nghiệp không? Có tạo Nhưng đó là cái nghiệp vô tình Nó không có thọ những quả báo Giống như chúng ta cố tình dẫm chết đàn kiến đó Cái gì mà cố ý Tác ý Thì đó là tạo nên nền nghiệp Còn cái vô tình Nó vẫn tạo nghiệp nhưng mức độ thọ quả báo nó nhẹ nhàng hơn, nó khác hơn. Cho nên ở đây, Sư muốn nói các vị, khi đã có một cái suy nghĩ để nói, để làm, để hành động nói năng, là chúng ta biết nó sẽ đưa đến một quả báo. Đức Phật dạy chính nghiệp tạo ra đặc điểm tính cách thân phận hoàn cảnh của con người, thậm chí là hạnh phúc hay khổ đau. Người mù cũng có nhiều người mù, người mù ở cái khu vực là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Thủ Đức, rồi Lân cận, những cái khu Long Thành, Đồng Nai, đồ vân vân, à, thậm chí Tây Ninh, Long An, Bến Lức, đồ còn có dịp lên đây nghe pháp. Có những người mù ở những cái địa bàn rất xa thì chuyện nghe pháp của sư là chuyện mơ ước. Họ không có thể nào được đi lên đây nghe pháp. Sư xuống một năm một lần là may lắm rồi. Cho nên người mù nghe Pháp cũng là có cái phước báo nghe Pháp khác nhau. Sư đi giảng ở dưới tịnh xá Ngọc Châu Như ở Sóc Trăng cũng một ngàn người mù. Nhưng họ, số mà có thể nghe được sư chỉ khoảng 30%. 700 người không nghe được bởi vì họ nói tiếng dân tộc, nghe tiếng dân tộc. Cho nên họ cứ nam mô A-di-đà Phật lãnh quà đi về sư nói họ đâu có hiểu mà sư cũng không có cái duyên phước được biết tiếng dân tộc mà giảng cho họ nghe. Cho nên là họ biết niệm Phật là may rồi chứ không tạo được cái thiện nghiệp nghe pháp. Đó các vị thấy chưa? Cho nên cái tính cách, cái thân phận, cái hoàn cảnh của chúng ta, cách sống của chúng ta và con người hạnh phúc hay khổ đau nhiều đều là do cái nghiệp của chúng ta. Thậm chí chết đi về đâu cảnh giới nào cũng do chính chúng ta. Có người đem lên năm bảy trăm hàng ngàn phần quà để chia sẻ, để ban bố, bố thí. Có người cả một cuộc đời không dám bỏ ra một đồng. Đó cũng là một cái nghiệp người ta tự tạo trong đời sống. Bọn sẻn, keo kiệt. Có người cho rồi lại tiếc. thì Những người đó bản thân họ không bao giờ có được niềm vui hay hạnh phúc đâu luôn luôn tiếc nuối trong cái vấn đề đem đi ban bố. Thì thuyết nghiệp của Phật giáo hình thành trên cơ sở trí tuệ, sự giác ngộ của Đức Phật, chứ không phải là một cái vấn đề bình thường. Cho nên chúng ta phải tin cái thuyết nghiệp báo đó là một sự thật. Thưa sư, con đau, con đau hoài chữa không hết. Sư nay đó là nghiệp, Nghiệp cái gì sư? Con nói con đau rồi, con bệnh ở trong thân, con phong thấp, con đau nhất mà sư nói nghiệp. Tôi ở ờ cái đau nhất là cái nghiệp đó. Chứ các vị nói cái gì là nghiệp? Cái gì mình phải mang trong thân? Sự đau khổ trong tâm, hạnh phúc hay khổ đau, đó là cái nghiệp của mình chứ còn cái gì nữa. Phải không nào? Đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng khi chúng ta hiểu được nghiệp thì chúng giải đáp được rất là nhiều cái nghi vấn, cái thắc mắc ở trong đời sống. Bớt trách móc bớt buồn phiền và vợ chồng cũng bớt cái sự xích bích cãi vã với nhau. Bởi vì chúng ta cứ luôn luôn nghĩ tại cái này, tại cái kia mà tạo ra những sự buồn phiền, mâu thuẫn. Thế thì hôm nay sư nói cái nghiệp, sư đã từng giảng trong nhiều pháp thoại. Nhưng vì cái vấn đề gánh nghiệp mà các vị đặt ra, cho nên sư cũng phải nhắc lại, nghiệp nó chính là hành động, điều chúng ta làm Việc chúng ta suy nghĩ, lời chúng ta nói và nó có một cái tầm quan trọng rất lớn đến đạo đức, đến đời sống của chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta đều phải hiểu rằng khi chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động nó tạo ra cái vũ trụ chúng ta đang sống, cái môi trường chúng ta đang sống, đất nước xã hội chúng ta đang sống. Mình nhớ lại ngày xưa trong triết học phương Tây triết gia plato từng khẳng định con người như thế nào cho tạo ra một cái quốc gia như thế thế thì bây giờ mình nói đến cái dịch covid vừa rồi cái con người việt nam của mình cũng không phải là giàu có nhưng mà cái sự chết chóc hàng loạt thì cái người việt nam mình cũng may mắn là chưa mắc phải mình nói chưa chứ không dám nói là không đó cũng là cái phước cái nhân chúng ta có tu nhân tích đức có chuyển hóa trong đời sống và cái mùa dịch này rất là nhiều người thanh tịnh thân khẩu ý để mà đem lại những cái thiện lành trong cuộc sống của chúng ta thế thì các vị phải biết gắn nghiệp là thọ nghiệp chứ là gì là chịu nghiệp chứ có gì đâu à, cho nên nhiều câu hỏi về vấn đề con đang gánh nghiệp cho người này người kia có hay không, chuyện này phải xét lại. Bởi vì sư muốn nói với các vị, cuộc sống này nếu gọi là trước khi lấy chồng con rất sung sướng, sau khi lấy chồng con khổ đau có phải gánh nghiệp cho nhà chồng không? Có phải gánh nghiệp cho nhà vợ không? Các vị thấy người mù trả lời chưa? Ngon lành chưa? Cho một tràng pháo tay nhưng tại sao trước khi lấy chồng không khổ về nhà chồng mới khổ đó là gì chúng ta phải liên tưởng đến thuật ngữ đó là cộng nghiệp đến ngày đến giờ tìm nhau chịu quả báo chung với nhau thứ ba nhất định con yêu ảnh thứ ba nhất định phải cho con cưới ảnh thứ ba nhất định là con phải lấy ảnh không đám cưới thì con cũng đi theo ảnh vì đây là hạnh phúc của đời con. Đó là cái cách nói của Trần Gian thể hiện một mối tình trung thủy, nhưng cái nhìn của nhân quả nghiệp báo là cộng nghiệp đi tìm đến nhau. Có thể cùng tìm đến nhau hưởng phước báo giàu sang, có thể cùng tìm đến nhau để chịu những quả báo đau khổ đến ngày đến giờ cùng chia sẻ cái nghiệp duyên mà mình đã gieo tạo với nhau trong nhiều kiếp sống. Nếu không có duyên nghiệp dễ gì chúng ta gặp nhau trong kiếp sống này sư với các vị mà không có duyên không bao giờ gặp nhau huống chi các vị là vợ chồng thì cái duyên nghiệp đó nhiều năm nhiều trăm năm lắm đó, chứ đừng có nói là từ ngày về nhà nhà chồng gánh nghiệp từ ngày về nhà vợ tôi gánh nghiệp mà đó là cái lúc tôi phải trả các cái quả báo nhưng mà trả ở trong cái gia đình này không có cái gì bất công và không có gì để than phiền, trách móc. Có người còn nói, biết vậy, tôi không lấy ông, tôi lấy người nọ, người kia, tôi sẽ sung sướng hơn. Sư xin lỗi các vị, có khi còn khổ hơn. Gấp trăm, gấp ngàn lần. Bản thân sư đó, đối với các học trò mà về đây tu với sư, có những người sư dạy không nghe lời. Sư về sư thưa với sư bà, là con muốn đem cái người đó lên cho sư bà dạy dùm con con <laughs> không dạy được sư bà nói nếu gặp khó mà con đưa lại cho thầy thì sẽ có người mới đến còn ghê gớm còn lì lợm hơn cái người đó nó nghe như vậy thôi mô phật không dám nghĩ cái chuyện đẩy nó ra mà phải tiếp nhận nó không có duyên sao nó kiếm mình cho nên không có duyên vợ chồng các vị không đi tìm nhau Cho nên đừng có nói gắn cho ai mà phải nói cùng đến đó để mà chịu cái nghiệp, cái giai đoạn đó, cái thời điểm đó. Thế rồi bây giờ cái Covid nè, cái Việt Nam mình gieo những cái nhân trong chiến tranh chết rất nhiều. Tức là mình có gieo nhân sát sanh nên chết trong chiến tranh, chết vì nạn đói năm 40 mới. Còn bây giờ dịch Covid thì chúng ta có những người mắc bệnh, có những cái ca bệnh từ nước ngoài về nhưng hiện giờ chúng ta vẫn bình yên là chúng ta không có cộng nghiệp với cái con covid này trong lúc này sư chưa dám nói ngày mai nhưng có những đất nước thì bây giờ vẫn tiếp tục chết và chết vì họ cùng cộng nghiệp trong cái vấn đề này và chịu đựng và cùng chết hàng loạt như thế ai gắn cho ai đâu đó là nghiệp và cùng phải chịu một loạt với nhau gọi là cộng nghiệp trong đời sống Nhớ lại một câu chuyện. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, ngồi trên núi Linh Thú, có nhiều đoàn tỳ kheo đi thiền hành. Đoàn thứ nhất, một số tỳ kheo đi theo tôn giả xá lợi Phật. Đoàn thứ hai, đi theo một kiền liên. Đoàn thứ ba, đi theo tôn giả Đại Ca Diếp. Đoàn thứ tư, đi theo Anna Luật. Đoàn thứ năm, đi theo U Ba Ly. Đoàn thứ sáu, đi theo Đề Bà Đạt Đa. Tức là từng nhóm từng nhóm, đi theo các vị đại tỳ kheo. Khi đó Đức Phật mới nói với những cái người thị giả bên cạnh mình, những cái vị sư đứng bên cạnh rằng, những tỳ kheo đi cùng với xá lợi phất là những tỳ kheo có trí huệ lớn, Đấy Cùng với nhau. Những tỳ kheo đi với mục kiền liên là những tỳ kheo đều có thần thông và đại thần thông. Những tỳ kheo đi với đại ca diếp là những vị thích tu khổ hạnh đầu đà những đi theo đề bà đạt đa là những tỳ kheo có tâm ác dục tức là họ sẽ là gì đi theo nhóm theo nghiệp của nhau họ đi trên đường thôi mà cũng là nghiệp đi chung với nhau thế thì đi về chùa thiên quang là gì cùng cái nghiệp gì nghiệp phải tu phải tu thiệt thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đây đồng ý chưa Và Đức Phật kết luận như thế nào? Ai đi theo người nào là có cái nghiệp chung với người đó? Ai đi với cái người trí tuệ là có cái nghiệp cùng cái nghiệp trí tuệ, nghiệp thần thông, nghiệp ác dục từ quá khứ hiện tại cho đến vị lai. Từ đó mình có thể nói ờ, tại sao người này bị cái này mà dân nước này lại không bị. Có những nước hoàn toàn không có một cái ca dịch Covid này không ảnh hưởng một ca nào. Và những đất nước cho đến bây giờ vẫn còn thì đó là một cái sự cộng nghiệp trong một cái duyên họ đã gieo một cái nhân ác nghiệp trong quá khứ bây giờ phải cùng trả với nhau ngày nay chúng ta thấy cộng nghiệp là vấn đề thực tế và cụ thể người thích cờ bạc giao du với người cờ bạc kẻ ham rượu chè thì chơi với người rượu rượu chè người thích tu tập thì kết bạn với người tụng kinh niệm phật ngay cả người mù họ cũng chia nhóm ra họ chơi Người này siêng đi tu tập, nghe Pháp Người nọ chỗ nào phát quà là đến cho lẹ Rồi cuốn gói đi, đi thôi Thì họ cũng tạo thành từng nhóm với nhau Đó, cho nên ai siêng năng Thì họ sẽ kết hợp thân cận với nhau Và từ đó tạo ra những dáng mạo Tánh tình, năng khiếu, trí tuệ khác nhau Hoàn cảnh sống, đau khổ, hạnh phúc khác nhau <laughs> Cho nên do những cái trải nghiệm tương tự Phải nói năng và suy nghĩ về hành động Cho nên gieo cái nghiệp tương tự Chẳng hạn mình có một cái cộng đồng những người mù Là họ gieo những cái nhân tương tự với nhau Cho nên nay chịu một cái quả là thiếu Khuyết đi một cái căn là đôi mắt Thế còn chúng ta lại gieo những cái nhân phúc lầm Nên có đôi mắt sáng Nhưng mình lại khiếm khuyết khác nhưng mình đau khổ về mặt tâm hồn, bị dằn vặt bởi chồng, bởi con, bởi tài sản, bởi người thân, bởi cha mẹ mỗi người có một cái nghiệp khác nhau cho nên nhân thì vô thập toàn bệnh ở trên đời này vô số vô biên các cái kiểu bệnh về thân và về tâm cho nên mình không có vội vàng khẳng định ai sẽ là người hạnh phúc hơn ai cho nên do những cái nhân cái nhận thức tương tự với nhau các vị có những cái duyên tương tự cho nên các vị này tôi Nghe sư Hương Vũ tôi hợp, tôi tu tập được Hình thành một cái đạo tràng ở chùa Thiên Quang Hình thành một cái đạo tràng thượng tọa Phước Tiến mấy ngàn người Hình thành một cái đạo tràng ở chùa Hoàng Pháp Chục ngàn người Hình thành một cái đạo tràng ở chùa Giác Ngộ Chục ngàn người vân vân cái cái đạo tràng của chúng ta cũng sẽ có một nhóm người Phù hợp với cái nhận thức, cái suy nghĩ Và những cái việc làm của ngôi chùa này Chúng ta hình thành À, một cái cộng đồng của những con người có những cái điều tương tự với nhau trong cái hạt nguyện, à, trong cái sở thích, trong cái sự tu tập. cái đó là gọi là cái gì? cái cộng nghiệp với nhau, cộng với nhau để làm các thiện nghiệp và cũng có thể cộng với nhau để làm các ác nghiệp. ví dụ như họp lại một nhóm hút sắt ma túy, cờ bạc, rượu chè. đó các vị thấy như thế. cho nên có thể nói kết quả của cái mà chúng ta đang hưởng đây gọi là cái nghiệp mà nếu cùng nhiều người bị thì gọi là cộng nghiệp đó là nhận thức của chúng ta đối với thế giới với con người trong nhiều kiếp sống còn nếu chỉ có cá nhân mình bị thôi chẳng hạn bây giờ cái covid 19 ở Việt Nam có duy nhất cái ăn phi công người ăn là anh ta bị nặng nhất còn mọi người bị chữa trị và hết riêng anh ta là một sự thử thách lớn cho cộng đồng các bác sĩ tại việt nam và đưa đến một cái dự trù là con virus covid nó đã hết rồi nhưng cái phổi của anh ta khó mà có thể tồn tại được cho nên đưa đến cái dự kiến là phải thay phổi có thể anh ta ở bên anh anh ta chết lâu rồi nhưng ta có một cái may mắn là anh ta ở việt nam cho nên gặp các bác sĩ việt nam và tận tình cứu chữa chứ một cái nước mà quá nhiều người bệnh thì người ta không dành nhiều thời gian để mà chăm lo cho anh ta như vậy vì vậy anh ta có đối với việt nam là biệt nghiệp anh ta bị rất nặng nhưng mà cái biệt nghiệp đó may mắn là được các bác sĩ đang tận tình cứu chữa cho đến nghĩa là hết tận tâm, tâm tận lực có thể cứu sống được là một cái chiến thắng trong cái ngành y của việt nam nhưng mà điều đó là cũng còn do phước báo của anh ta cái tuổi thọ có còn kéo dài hay không nữa đó nó còn nhiều yếu tố cho nên riêng với anh ta đó là biệt nghiệp vì anh ta không có hết bệnh như những người bị mắc bệnh khác mà anh ta ở việt nam anh ta lại là biệt nghiệp kết quả từ những thọ nhận nghiệp riêng cho mỗi người mà đưa đến quả báo hôm nay sư nói lại cũng như trong một gia đình có nhiều người mù đó là cộng nghiệp mù trong một gia đình có những gia đình cả nhà đều sáng nhưng có một người mù ở đây có rất nhiều người như vậy thì đó là biệt nghiệp cả nhà không ai mù nhưng riêng mình tôi mù đó là biệt nghiệp của tôi. Cả nhà không ai tu, có một mình cô đó đi tu, đó là biệt nghiệp nhưng mà thiện nghiệp của cô. Thưa sư phụ, cả nhà con không ai biết tu hết có mình con chịu đi tu, biết tu thì đó là cũng cái thiện nghiệp riêng dành cho cô ấy. Nhưng cái đó cũng là do nhân cô gieo trong nhiều kiếp sống mà đón nhận cái biệt nghiệp cho mình. Cho nên sư nhắc lại lời Đức Phật dạy trong Đại Kinh Sắc Chắc Cá, Kinh Trung Bộ. Đức Phật nói như thế này, với thiên nhãn thanh tịnh, tức là cái nhìn giác ngộ của Đức Phật, cái nhìn thanh tịnh siêu nhiên vượt tri kiến phàm tục, ta thấy chúng sinh sanh tử như thế nào? Đức Phật nhìn thấy hết. Ta thấy rõ ai cao quý, ai hạ liệt, ai thông minh hay ngu si. Mỗi chúng sanh được Tái sanh cõi lành hay cõi dữ tùy theo hạnh nghiệp của mình, ta biết rất rõ. Những ai đã tạo ác nghiệp về thân, khẩu, ý, ta nhìn ta biết. Những ai tạo thiện nghiệp về thân, khẩu, ý, Đức Phật biết. Và sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào đâu, ta thấy. Ác nghiệp thì đọa vào khổ cảnh, đọa xứ địa ngục xúc sanh. Thiện nghiệp thì cõi lành thiên giới. Đức Phật nhìn rất là rõ. Cho nên tất cả những gì chúng ta đang có ngày hôm nay là chính các hành động cố ý của chúng ta đã tạo tác thông qua thân, khẩu và ý. Như vậy nhắc lại cái gắn nghiệp là cái thọ nghiệp, chịu nghiệp, tự mình gọi là biệt nghiệp hay thọ gắn cùng nhau là cộng nghiệp. Chứ không có ai gọi là gánh nghiệp cho ai Đó, các vị nhớ như thế Nhưng mình dùng cái từ Con không lo tu, ba phải gánh nghiệp cho con Nghe cái từ đó mình cảm động Ba phải nắng mưa, sương gió, ba nuôi con Ba chịu các cái nghiệp khổ đau cho con được ăn học nên người Ba chịu những cái sự đó Nhưng đó cũng là nhân duyên giữa cha và con đứa con lớn lên sẽ đền đáp lại cái tấm lòng cái công ơn của cha bằng cách nuôi dưỡng cha mẹ hiếu thảo cha mẹ nhưng có những đứa con nó làm cho cha mẹ khổ đau từ lúc mang thai cho đến lúc lớn khôn và đến lúc chết đó là quả báo mà cha mẹ gánh chịu nhưng chúng ta nên biết nghiệp là không có định nghiệp mọi thứ đều có thể thay đổi không có gì mà định nghiệp hết cho nên người mù nè ai nghèo khổ bằng người mù, ai khó khăn bằng người mù, mình từ đây đi ra cái cửa mà sư nhắm mắt là sư đục ngay cái bàn thờ thiên thủ thiên nhãn, sư nhắm mắt là sư tan vô mấy cái cột, cái khó khăn nhất cho người không có đôi mắt, thấy chưa nào? cái khổ nhưng mà bây giờ xét trong cái hội chúng này sẽ có những người mù an lạc hơn người mắt sáng, tại cái an lạc nó do tâm chứ nó không phải do có mắt có mũi có tai có của cải mà làm cho mình an lạc. Đó là những cái điều kiện phước báo về cái thân thôi. Nhưng có những người mù hiện giờ họ an lạc hơn chúng ta. Họ sống trong thiện nghiệp, tu nhân, tích đức, giữ gìn năm giới và cái tâm của họ thoáng đạt ra và họ đang có hạnh phúc hơn chúng ta. Nghe được chưa? Do chúng ta không nhớ được, biết được những nghiệp nhân mà mình tạo trong đời quá khứ, lại không biết những gì mình đã tạo. Cho nên bây giờ cái gì xảy ra là mình than khóc và 90% các Phật tử gặp quý sư, quý thầy là than, khóc, trách móc cho bản thân, cho số phận, cho cuộc đời. Phải tu nhân tích đức và phải biết bố thí cúng dường, chuyển hóa nghiệp chướng tự thân. cho nên cái nghiệp nó liên quan đến nhân quả nghiệp báo trong ba đời quá khứ hiện tại và vị lai ngày nay mới biết tu mới biết thay đổi một chút xíu đòi hạnh phúc liền chưa có được phải trả trả dần trả dần và đừng có ai dạy gì mà nói con xin trả hết các nghiệp trong quá khứ trong một kiếp này đừng có ai nói câu đó mình đâu có biết quá khứ của mình gieo cái gì mà có người dám phát nguyện xin trả hết nghiệp của con đã gieo trong quá khứ mà trả hết trong một kiếp này, đừng có phát nguyện như vậy. Mình không biết mình đã từng gieo tạo cái gì đâu. Là mình sát sanh hại vật giết người cướp của mà mình đòi trả hết trong một kiếp này thì có tù chung thân đi chăng nữa cũng chưa trả hết. Cho nên cứ từ từ, được thân người hãy quý thân người, phát tâm sám hối tu tập, hóa giải lần lần đừng có đòi trả gấp không có trả nổi à, sư cũng không có dám phát nguyện trả hết nghiệp và sư cũng không dám phát nguyện gánh bớt nghiệp cho ai không dám bởi vì biết cái đức mình kém cái phước mình mỏng không dám được cái thân này ráng tu và ráng chuyển hóa đưa những cái lời đức phật dạy trong đời sống của cộng đồng phật tử đó là niềm hạnh phúc chứ sư không dám gánh cho người này gánh cho người kia mà mình không biết nghiệp tự thân mình cũng không biết nghiệp của chúng sanh mình không phải là đức phật Tôi cũng chưa bao giờ nghe đức phật nói ta sẽ gánh nghiệp thọ nghiệp thọ quả báo cho ngươi đức phật chỉ nói phật năng tri quần sanh chi tắng cùng ức kiếp sanh tử chi sự nhi bất năng hóa độ vô duyên biết hết quá khứ hiện tại vị lai của các vị nhưng nếu không có duyên ta không độ được cho các ngươi mà phật năng không ngộ nhất thiết pháp nhi bất năng tức diệt định nghiệp là phật giác ngộ mọi thứ trên cái cơ sở tánh không duyên khởi duyên sinh nhưng phật không có diệt nghiệp cho ai tức là phật và bồ tát không có gắn nghiệp cho chúng sanh được mà chỉ chỉ con đường đi tiếp sức cho chúng sanh tạo thêm niềm tin cho chúng sanh trong chánh pháp để mà tu tập chuyển hóa nghiệp chướng của mình chứ Phật và Bồ Tát không gắn nghiệp cho chúng ta vì vậy Đức Phật từng nói điều này trong kinh Tăng Chi Bộ có bốn phạm trù không thể tư duy được đó là gì đó là các thế giới của chư Phật cõi Phật Dược Sư cõi Phật Di Đà cõi Phật là Di Lặc cõi của các bồ tát và thậm chí cái cõi giới thanh tịnh của đức bổn sư đó là từ tâm thanh tịnh mà tạo ra cõi giới thanh tịnh mà nhiều phiền não nhiễm ô thì đã tạo ra thế giới phiền não nhiễm ô đó ở tâm chúng sinh chứ không phải là do phật tạo ra đức phật không phải là một cái vị thượng đế ban phước giáng họa tạo ra thế giới này mà tất cả là do duyên sinh cái này có cái kia có cái này không thì cái kia không tham sân si mà vắng bóng thì niết bàn sẽ hiện hữu tham sân si hiển lộ thì khổ đau địa ngục sẽ hiện bày chứ không có ai tạo ra một cái thế giới nào hết các vị nghe kịp chưa cả cái chùa thiên quang chúng ta đang ngồi đây cũng là do tâm của chúng ta mà hiện bày có người mù có người tàn tật về tu thì cái chùa tự nhiên nó không có quá cao nó vừa vừa Do cái thế giới tâm của mình nó hiện Mà nó cao chót vót lên sao người mù mà leo lên trễ Cho nên cái chùa mình nó vừa vừa Nó đi mấy bậc tam cấp Nó lên tới chỗ Phật rồi Nó gần gũi như thế Nhưng mà có những cái chùa lên rất nhiều bậc thang Nó tạo thành kỳ quan của thế giới Nó tất cả là do tâm của chúng ta Mà nó hiện bày Cho nên có bốn phạm trù không thể tư duy Đó là thế giới chư Phật Mình không thể biết Mình chưa đến Mình chưa nhận biết mình đừng có luận bàn là có hay không vì đức phật đã nói trong kinh tăng chi bộ đừng có nên luận bàn thế giới của chư phật vậy mà có người dám nói là không có thế giới này không có thế giới kia trong khi tự thân chúng ta cũng chỉ là một con người trong kiếp sống phàm phu vì vậy chúng ta đừng có luận bàn có thế giới phật hay là không có thế giới của chư phật vậy chúng ta đừng bàn về phật giới cứ lo tù và chúng ta biết phật giới là gì là thanh tịnh thanh tịnh là mình đang ở trong về phật giới vì phật là thanh tịnh là giác ngộ các vị thanh tịnh là tâm mình đang ở trong cái cảnh phật tánh phật tâm phật cứ biết như vậy trước đi đừng có luận bàn là trên chỗ phật có cái gì rồi người này nói cái này người kia nói cái kia mà đều là mắt phàm nhục nhãn làm sao nói cho đúng được thì Kinh Tăng chi Bộ Đức Phật đó đã đừng bàn về Thế giới của chư Phật rồi Thứ hai là đừng bàn về thế giới tâm Làm sao mình biết được tâm của người mà mình bàn à, Thứ ba đừng bàn về Cái sự thiền định của mỗi một con người Ai sơ quả, ai nhị quả, tam quả, tứ quả Không biết, đừng bàn Đừng nói ông nó đắc rồi, chưa đắc Làm sao mình biết Cho nên đừng bàn về thế giới tâm của ai mình bàn cái tâm của chính mình là tốt nhất nhưng cái cuộc đời này lại hay thích bàn về cái thế giới tâm của người khác trong khi phật dạy đừng bàn về thế giới tâm đừng bàn về thế giới của chư phật đừng bàn về cái thiền định của người tu thiền định đắc quả nào đừng có nên bàn và đừng bàn về quả dị thục của nghiệp mình không biết được nghiệp của người bởi vì sao không có định nghiệp Mà nghiệp nó thay đổi được Cho nên chúng ta không nên bàn về Cái vấn đề định nghiệp của một con người Cho nên có nhiều người nói Sư ơi con không biết kiếp sau là sao Chứ kiếp này là con khổ suốt đời rồi Sư nói đừng có nói sai Nói vậy là trật Sao mà khổ suốt đời Hôm nay đã về chùa Đã biết lại hồng danh sám hối Đã biết nghe Pháp Đã biết tu tập Là đang chuyển hóa cái nghiệp của mình rồi Hôm nay khổ ngày mai sẽ giảm và sẽ hết Tại sao mình nói mình khổ suốt đời Tức là mình tự khẳng định có định nghiệp hay sao Trong khi Đức Phật khẳng định không có định nghiệp Mỗi một ngày chúng ta đang chuyển hóa Nhân quả nghiệp báo của chính chúng ta Đó, Chỉ có các bậc thánh giác ngộ Đức Phật, có Bồ Tát, các bậc A-la-hán Mới có thể tường tận cái đường đi phức tạp Của nhân quả nghiệp báo Nhìn cái người này có thể biết người này đang chuyển hướng cái nghiệp của mình chuyển hóa đi đến đâu. Thấy hôm nay vẻ vang lừng lẫy chưa biết ngày mai như thế nào. Cho nên đến với cái đạo giác ngộ của chúng ta, cái căn bản của người Phật tử đó là phải lo tinh tấn tu tập. Bản chất của nghiệp là duyên sinh vô ngã là bất định. Cái này có là cái kia, kia có hôm nay phát khởi tham sân si mắng chửi thì quả báo khổ đau từ khẩu nghiệp sẽ lộng hành sẽ làm chúng ta đau khổ nếu chúng ta phát tâm thanh tịnh ở khẩu thì mình sẽ được cái quả thanh tịnh nghiệp thanh tịnh ở khẩu nghiệp thân nghiệp ý nghiệp đều là do hành vi của chúng ta suy nghĩ của chúng ta từng ngày cho nên sư muốn nói cái vấn đề nghiệp hay gánh nghiệp thì chúng ta nghe chữ gánh là thấy nó nặng nhưng mà không nặng. Ở cái chỗ là bạch đức Thế Tôn lạy thầy. Thưa sư phụ, nay con đã biết tu. Gánh nghiệp ở trên vai con tưởng chừng như núi tu di nhưng mà đã nhẹ dần và từ từ con đặt gánh nặng ấy xuống bởi vì biết tu nhân tích đức, biết chuyển hóa các quả báo con đã gieo tạo trong quá khứ và hiện tại. Vì vậy, trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy như thế này: Nếu ai cho rằng con người phải gặt hái và gánh trọn hậu quả những hành động của mình trong quá khứ thì cái người đó không thể có một đời sống an lành. Mình nghĩ là mình gieo nhân bây giờ phải gánh trọn thì cái người đó không thể an lành. Mà người đó phải nghĩ rằng tôi đã gieo nhân nhưng kết quả gặt của tôi nó sẽ tương xứng với cái nhân mà tôi đang tiếp tục gieo tạo. Mình gieo nhân ác thì mình phải gánh cái quả ác, nhưng mình không phải gánh ngay. Có khi phải gánh ngay thì coi như cái tội cực ác phải chịu liền, giết người phải vào tù, khổ sai chung thân có khi tử hình. Nhưng nếu mình làm một việc ác biết ăn năn, biết sám hối thì cái quả nó chuyển hóa dần dần và chúng ta có thể nhẹ nhàng bước ra khỏi cái quả nghiệp nặng nề đó. Giống như sư vẫn hay nói gieo một cái hạt giống tuy nó không tốt nó lên một cái cây không được khỏe mạnh nhưng chúng ta đầy đủ ánh sáng tưới nước bỏ phân bón trồng chăm sóc thì tự nhiên cái cây nó tốt lên và quả nó tốt lên còn chúng ta mặc kệ nó thì tất nhiên nó sẽ chết nó eo ọt và quả của nó sẽ hư thối đi cho nên không có định nghiệp có nghĩa rằng mỗi một ngày đều có cơ hội dập tắt đi các phiền não bởi các cái duyên cái nhân chúng ta tác động vào đời sống hôm nay thể hiện qua thân, khẩu và ý thưa các vị. Đó là cái điều rất thực tế khi nhìn về đạo tràng những người mù lòa trước một câu kinh không biết đọc, lên chùa chưa nói đã chửi, khuyên ăn chay thì nói bộ sư thương mấy con mũi đó hơn con hay sao mà sư không cho đập đập cho nó chết đi chứ phải không nào nó chích con con sốt rét sốt này sốt kia chửi bới là chánh buồn phiền là chánh phải không nào làm cái gì cho họ họ rất là nhạy cảm và họ dễ dàng phản ứng bằng những lời nói hành động thô tháo thì bây giờ chúng ta nhìn thấy họ họ cũng trang nghiêm không khác gì chúng ta lưng họ cũng ngồi thẳng có khi còn hơn nhiều người và như chúng ta vừa mới nghe họ tụng đọc kinh chú xưng tán hồng danh Thì như vậy là họ đã gieo tác động những cái duyên Và gieo những cái nhân mới tốt đẹp Để thay đổi một cái quả báo tuy mù lòa Nhưng đời tôi không đau khổ Các vị đồng ý không? Nghĩa <laughs> là đạo tràng của chúng ta làm cho họ thay đổi quan niệm sống Thái độ sống thay đổi cả tư duy Và do vậy thay đổi cuộc đời Vậy các Phật tử của Đạo Tràng Thiên Quang, Phật tử sáng đó, tức là mình may mắn không thiếu một cái canh nào. Thì mình nhìn cái người mù họ tự chuyển hóa, thì mình chuyển hóa còn nhanh hơn rất nhiều. Lật kinh là đọc, mở iPhone là nghe. Bây giờ cái người khiếm thị mà mở một cái iPhone mà để nghe đó, thì họ cũng phải nghĩ tiền đâu mà đóng vào trong cái iPhone này. Đời sống họ khó khăn hơn chúng ta. Và chúng ta muốn nghe Pháp, chúng ta nghe. Chúng ta muốn mở kinh là chúng ta đọc còn người mù mà rị mò mà mở một cuốn sách ra rồi rờ đúng cái trang kinh đó phải mất 15 phút nửa tiếng mò đi lấy kinh mà bữa nó nhầm mà không có ai mà cái cái giờ cái cuốn kinh đi là không biết tìm cái chỗ nào còn mình tìm cái cái tủ không có thì mình ra bàn mình có thể tìm rất nhanh nhưng mà người mù muốn tụt một cái kinh mà không có người giúp đỡ cũng rất thương vậy mà họ tu tập được họ chuyển hóa được thì suy nghĩ đó là bài học sống cho chúng ta không có định nghiệp cho bản thân cho hoàn cảnh con người tất cả chúng ta chấp nhận trả nghiệp và đồng thời chấp nhận chuyển nghiệp trong từng ngày từng phút từng giây thưa toàn thể đạo tràng bây giờ sang cái một cái câu hỏi cũng liên quan tới gánh nghiệp thứ sư trường hợp cha mẹ giàu mà con cái lại nghèo hay ngược lại con cái giàu mà cha mẹ nghèo thì như thế nào à nghĩa là trong cộng nghiệp nó có biệt nghiệp. Cha mẹ rất giàu mà con cái lại nghèo vì cái nghiệp của con cái nó không có hưởng được hay nó không giống được với cha mẹ. Cho nên sư hay nói đừng có mong mà để dành của cải cho con mà hãy cho con một cái chánh kiến, một cái đường tu tập, một cái phương pháp sống như thế nào để đúng là một cái phương pháp sống có ý thức cao tin sâu vào nhân quả và chánh pháp. Tại vì mình là như vợ nhưng biệt nghiệp của con là nó khác. Có người mà bây giờ mình chưa có già đã lo con mình nó lớn là sao, nó già như thế nào. Nó lấy vợ, lấy chồng ở đâu. Thưa các vị chẳng có định được cái gì đâu. Sư đã từng thấy có người lo tất cả cho con. Thậm chí nhà mình chưa sửa đã lo mua một cái nhà cho đứa con rồi. Nhưng mà đứa con nó chưa có kịp nhìn thấy cái nhà cha mẹ mua thì nó đã bỏ nhà nó đi theo tiếng gọi ái tình rồi phá thai rồi cuối cùng nó tự tử mà nó chết nó có biệt nghiệp của nó thưa các vị cho nên cái hay nhất là mình dạy cho con mình tu để có quả báo xấu nó được chuyển nghiệp đi thôi chứ đừng có phát đồ trước một cái con đường một cuộc sống cho con điều đó là bất khả ngoài khả năng của chúng ta thưa các vị cũng có trường hợp cha mẹ nghèo mà con cái lại giàu là vì phước báo là biệt nghiệp của con cái chúng ta cho nên thời cha mẹ không biết tu tập con cái lại biết tu tập ăn ra làm nên báo hiếu mình biết đó là cái thiện nghiệp nó đã gieo thì con lại trở thành tấm gương ngược lại cho cha mẹ con nó biết tu nó nghe pháp nó tin nhân quả mình là cha mẹ sao mình lại chẳng biết tu có nhiều người thấy con đi lên đây từ thiện nó mới cho gì dưới ấy mày ngu mày ngu dừa mày nghe bà nói mày cúng bà nó lên nó mét sư vậy má ơi má con được hôm nay là do con đã tích phước con nghe pháp con làm thiện cho nên con làm việc gì con thành tựu cái đó và con tiếp tục làm thiện thưa má nó nói lại má như vậy à, nhưng cũng có những đứa con nghe má nói cái thôi nghĩ má con không cho má con không vui cái đó là mình không biết tạo ra cái phước này được lan tỏa ra trong gia đình à, Trong dòng họ Cuối cùng cũng co lại cái đời sống ích kỷ Và những cái quả báo Mình phải chịu ở trong cuộc đời Thưa các vị Cũng cái vấn đề mà cộng nghiệp Mà sư nói là các vị dùng Cái từ gánh nghiệp đó thì Chính cái nghiệp thúc đẩy cho quả báo giống nhau Tìm về môi trường Sống như nhau như vợ đi kiếm chồng Con đi là cái thức Tìm tinh cha huyết mẹ Đi đầu thai khi cha mẹ đúng cái thời gian để có thể thọ thai thì cái thức đi đầu thai đứa con nó đi tìm nó tìm cái cha mẹ này phải có cái duyên nó mới vào trong đó các vị cho nên có những cái thai không có tim thai là bởi vì thụ thai mà không có cái thức đi tìm vào trong đó cho nên cuối cùng cái thai đó trở thành con số không phải có cái thức cái thức đó mang tội mang phước và đi tìm nơi đầu thai nó vào trong tinh cha huyết mẹ tại sao nó vào trong đó nó có duyên với mình hoặc là vào đó để trả ơn cha mẹ hoặc vào đó để phá nát đòi lại món nợ mà hai ông bà này đã vay mà chưa trả cho tôi cho nên đừng có nói mày đi vô trong cái nhà này làm gì mày làm khổ tao có đứa con mà nó hỗn nó, nó trả lời ai mà ba má đẻ con ra đâu còn có đứa con ngày nào nó cũng nói nó biết ơn cha mẹ còn có đứa con nó nghĩa là nó nói câu nào là cha mẹ muốn muốn chết lần chết mòn vì con câu đó cho nên không có cái gì mà chuyển hóa được bằng phật pháp với các vị cha mẹ tu nhân tích đức để làm cho cái quả báo nó nhẹ đi chứ không có cầu khấn, không có đi xin bùa ngải, không có làm cái gì phi pháp mà chuyển hóa được đứa con đâu các vị ạ. Cho nên chúng ta thấy cái cộng nghiệp là ví dụ như cùng kéo nhau về ở trong cái vùng biển đó rồi một cái trận hồng thủy đã chết hết cả một cái làng. đã tự nhiên sáng hôm đó cái bà cụ đi theo con chó bà leo lên trên cái cái đồi. Thế là một cái trận hồng thủy lên trong mấy phút đồng hồ nó cuốn cái làng đi, bà với con chó thoát chết. Con chó nó dắt bà lên đồi chơi, bà thương con chó, bà đi lên. Đi lên dưới này cái làng cuốn đi, bà với con chó thoát, bà với con chó biệt nghiệp, không bị chết trong cái nạn hồng thủy đó. Thế cái chuyện gì nó cũng có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cho nên chúng ta đừng có nên trách móc hay nói chuyện hên xui. Nguyên một cái máy bay mới đây, một cái máy bay Pakistan, hơn 100 người rơi xuống thành phố đông người, chết không còn một người. Cộng nghiệp và chết trong một cái nạn rớt máy bay. Nhưng biết đâu trong số đó lại có người sống sót Là cái biệt nghiệp của người đó Được sống sót Cứ như thế mà chúng ta lý giải Được nhiều vấn đề thưa các vị Đó Chẳng hạn như Hai người lúc trong kiếp sống này Cùng thích về cái ngành xây dựng Bây giờ sanh ra người ở bên Mỹ Người Việt Nam Hai người tuy ở hai nơi Nhưng nó giờ huynh làm cái gì À Quen nhau xong rồi đứa đi học một nơi Đứa học bên Mỹ, đứa ở Việt Nam ở Việt Nam tôi đi về miền Tây Xây cầu giúp dân Anh chàng kia ở bên Mỹ Tôi cũng làm toàn mấy công trình cầu cống không à Không hề sống chung Mà làm chung một cái cái nghiệp Là bởi vì cái nhân của họ Đã từng gieo những cái cái nghiệp giống nhau Bây giờ tuy mỗi đứa một nơi Nhưng mà nó vẫn hiện ra những cái nghiệp Có những điểm tương đồng Rồi bây giờ trước khi kết thúc bài Pháp Sư nói cho các vị nghe. Mình đừng có đối xử tệ với ai. Khi mình đối xử tệ với người, chửi người, đánh người, lấy của người, giết người, hại người thì lúc đó là mình chính thức gánh nghiệp cho người đó. Bây giờ lại thêm cái vấn đề. Không bao giờ có chuyện gánh nghiệp, nghiệp ai nấy chịu nhưng nếu chúng ta tạo tác các ác nghiệp chúng ta phải gánh nghiệp cho người rất đơn giản vì vậy chửi bới đi con chửi đi em chửi đi anh phải gánh nghiệp cho cái đối tượng mà mình chửi thì kể một cái câu chuyện đời xưa nhưng rất hay vào một cái thời vua có xa xưa có một thanh niên họ đỗ trong một gia đình nghèo gia sản không có gì cha mẹ già yếu cho tới khi anh ta trưởng thành. Mà hồi nhỏ cái anh chàng họ Đỗ này vì nghèo chứ luôn luôn bị bắt nạt. Mà cái anh chàng hàng xóm đó họ cù, thấy không? Thì chuyên môn bắt nạt cái anh chàng họ Đỗ này. Vì anh chàng bên nhà họ cù kia giàu có, con nhà ngon lành. Cho nên luôn luôn trêu chọc, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với anh chàng họ Đỗ. Bây giờ nếu nói về cái nhân cách sống thì cái anh chàng bên nhà họ Cù là ý mạnh, hiếp yếu, ý giàu đánh kẻ nghèo. Nhưng nói về mặt nhân quả nghiệp báo thì rõ ràng cái anh chàng họ Đỗ này có nghiệp mà sinh trong cái gia đình nghèo lại bị người ta ăn hiếp, bắt nạt. Nhưng mà nếu cái anh chàng bên họ Cù này mà không đánh đập ăn hiếp người ta thì anh chàng họ Cù đã phước lại càng phước thêm. Nhưng anh ta lại đánh đập chửi bới ăn hiệp thế rồi cái nghiệp nó gieo với nhau đó, trong làng lại có một cái tiểu thơ à, nhà họ ngô rất là xinh đẹp tính tình dịu dàng nét na học chung trường với hai anh chàng này thì hai anh chàng này đã cùng để ý yêu cái cô cái cô tiểu thơ đó thì cô này cũng lại yêu cái anh chàng họ đỗ bởi vì anh họ đỗ hiền lành chăm chỉ học hành Mà rất ghét cái anh chàng họ họ cù kia vì hống hách nhưng mà ngày xưa thì là Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó Gia đình cô này lại là Môn đăng hộ đối Với anh chàng nhỏ họ cù Cho nên họ lại Đặt để cưới hỏi với nhau Thì cô này đành nuốt nước mắt Mà về nhà anh họ cù mà sống Thì anh cù chiến thắng Còn anh Đỗ thì Nuốt lệ vào trong à, Tôi nghèo nên không với được em à, Phải không nào cho nên đành như thế Rồi Họ đổ nghĩ mình phận kém Cũng không dám chèn ép trách móc gì ai Chứ cũng có những cái người lại hận thù Lại là nhỏ mọn thù vật Nhưng cái anh chàng này thôi biết thân phận mình vậy Thôi ráng lo học hành Nhưng mà sau khi đó Mà hai bên Rồi cuối cùng anh chàng họ đổ Cũng lấy vợ, lấy một cô vợ nghèo Tương xứng với nhà mình rồi cả nhà họ đổ với anh chàng nhà họ cù đều sanh con hết. Mỗi bên nhà sanh ra một đứa con trai quý tử hết. Mà hai nhà đều mở cái hàng ăn ra để bán. Thì bên nhà họ đổ nấu ăn ngon, giá phải chăng. Như bên anh chàng họ cù được cậy có quyền, có thế. Cho nên phá phách và kéo hết khách về quán của mình. Vậy hồi đó sư nhớ cái chuyện mà sư về cái đất Dĩ An này ở đây đã có 6 ngôi chùa rồi. Thì nếu đúng nguyên tắc thì cũng không có thể có thêm chùa nó dư đi. Chưa có chùa mới lập chứ ở trong một cái cái đơn vị phường mà nó có tới 6 ngôi chùa rồi thì nó đã dư. Nhưng mà cũng là cái cái duyên của sư với vùng đất này. Cho nên ban tôn giáo ban trị sự Phật giáo đã tạo duyên cho sư lập chùa ở đây. Thì uh, chú Thịnh trưởng ban tôn giáo nói không biết làm sao mà rất là nhiều người quý sư mà cứ nhắc thịnh với hòa thượng hệ thông là giúp cho sư tạo chùa. Chứ đây là đủ chùa rồi. Thì cứ như cái duyên của mình ở đây. Xong sư về đây thì sư bà nói, ở đây đã có nhiều chùa. Việc gì người ta chưa làm thì con làm. Chứ người ta là chỉ chuyên tu. Còn con về con thuyết pháp, giảng kinh. Rồi Phật tử người ta về đây đông là giống như thế mình tranh giành là không nên. Cho nên 2011 là sư đã bắt đầu tập hợp người mù về. Thấm thoát đã 10 năm rồi. Đã các vị mà vùng địa phương ở đây, bác siêu học với sư từ cái năm 2011 12 là bác nhớ. Lúc đó chỉ có người mù với sinh viên nghèo thôi. Đó là cái việc chưa ai làm thì mình làm chứ mình không nên tranh giành. Nhất là những cái gọi là của người đừng biến thành là của mình. Phước của ai, người đó hưởng. Nhân duyên của ai, người đó đón nhận. Mình không có xé vô, mình tranh giành, mình sẽ bị quả báo. Cho nên sư độ người mù sư giúp đỡ sinh viên nghèo. Vậy mà mình cũng làm được xong chùa, Phật tử khắp nơi đi về nghe Pháp và các chùa chung quanh vẫn quý mến mình, chả có giành giật gì của ai. Sư đấy thật. Thế trong đời sống của chúng ta, chúng ta vẫn có thể có vì cái lòng đố kỵ, ganh ghét mà mình đi tranh giành, mình đi hại người là không tốt. Thì nhắc lại hai cái nhà họ Đỗ với họ Cù này cũng giành giật. Thấy chưa nào? Thì họ Đỗ cũng phải ngập bồ hòn làm ngọt. Nghĩa là đã mất cái người mình yêu rồi buôn bán cũng bị giành giật thì cái anh chàng họ Đỗ này luôn luôn tự nghĩ mình nghiệp nặng. Thế anh chàng ta biết tu đó, à, cho nên ta nói thôi nghiệp nặng thì ráng chịu. Nhưng tội thay là con trai nhà họ đỗ đi học lại bắt đầu bị con trai nhà họ cù nó đánh nó ăn hiếp y như ngày xưa bố nó. Các vị thấy không? Nghiệp nặng mấy đời chứ phải một. Bởi vì mình nghèo khổ, con mình nó khá. Thì mình muốn cái gì tốt nhất cho con, còn đây là mình khổ, đến con mình khổ, cháu mình khổ. Thì mình sẽ biết nghiệp của dòng của họ nặng. Chứ mình đừng có chửi trách ai. Cho nên cái mỗi lần con họ đổ về khóc ngóc, bị chặn đường, bị đánh đập, bị chửi bới, thì cha lúc nào cũng gạt đi và bảo, cha ngày xưa cũng vậy, biết mình nghiệp nặng, cho nên đừng có để bụng, mà ráng mà, mà tu nhân sửa tánh, tu tâm tích đức thôi. Vì vậy mà cái con nhà họ đổ vẫn cam chịu. Ở đây không phải là anh ta hèn hạ, nhưng đánh cũng không đánh lại được. Bên kia nó có phe phái mình một thân một mình, cho nên kiếm đường khác mà đi cho rồi. Chứ không có đối, đối mặt. Hai quý tử này lạ một điều là đều học hành giỏi giang hơn cha ngày xưa. Cả hai đều cố gắng học tập và lên kinh dự thi. Ngày xưa hay không? Có vợ rồi bắt đầu đi học, đi thi. Vợ lo lắng cơm nước, đèn, sách, quần áo để đi, đi thi. Còn bây giờ là học hành xong rồi mới lo. Vợ con sự nghiệp. Ngày xưa lớn lên là cho lấy vợ nối giỏi tông đường trước cái đã cho bố mẹ yên tâm cái đã rồi là có con dâu chăm sóc cha mẹ rồi bắt đầu con trai mới được đi lên lên kinh ứng phó thì trên đường đi như vậy thì các vị phải biết là nhà họ cù thì là rước xe rước ngựa đưa con đi còn bên nhà họ đổ thì lủi thủi một cái cái túi sách mà lên kinh là ứng thí nhưng mà các vị có biết rằng chẳng may trên con đường đi như thế thì có một cái trận núi sạt lở đá lâm thì cái người con trai của họ đỗ đó cũng bị đá nó văng trúng một miệng thì anh ta rớt xuống nhưng anh ta bám được vào cái kiệu cái kiệu của cái con trai nhà họ họ cù cho nên bám được cái cái kiệu đó thì cái kiệu nó rơi xuống thì anh ta lại nằm lọt ở trong cái kiệu toàn thân nguyên vẹn còn cái thằng con nhà họ cù á thì lại văng ra khỏi cái kiệu và bị đá đè chết đi ở trong kiệu thì văng ra cái đứa ngoài kiệu thì được lọt vào chúng ta thấy có những chuyện lạ chưa thế là anh chàng họ đỗ không bị sao lên kinh ứng thí đỗ đạt rồi làm quan to còn con nhà họ cù than khóc cho con trai bạc mẹ con mình không thoát chết mà con nhà kia toàn vẹn được bảng vàng vinh quang cho nên cái cha nhà họ cù ôm mộ con mà khóc mà kể cái sự oan ức của gia đình mình khóc mãi không ăn không uống mà ngất đi à, chuyện cổ tích mà cái phần hồn đi xuống dưới âm âm phủ đây thấy con trai đang bị còng bị hành hạ rất khổ chạy đến mà thương con tại sao con lại như thế này đứa con trai mới nói với cha rằng cha ơi con mất mạng là để thay nợ nghiệp cho nhà họ đỗ đó cha lẽ ra con cũng chưa chết đâu nhưng mà bao nghiệp nặng của nhà họ đỗ tích trữ từ nhiều kiếp nhưng mà cha với con cứ chửi bới đánh đập ăn hiếp đối xử tệ mạt với họ cho nên bao nhiêu nghiệp của họ mình phải gắn hết cha ạ à. cha ơi cha chưa tới số cha về mà sống cho tốt đi nếu không sớm muộn gì cha cũng chết và còn khổ hơn cả con Tại vì ông này ông đã đối xử bạc ác còn suối con mình. ông mà chết còn ghê hơn. Nghe đứa con nói như vậy thì bỗng nhiên là cái nhà họ cù giật mình, tỉnh thức, ra khỏi giấc mộng, hối hận và khiếp sợ. Từ đó trở đi về nhà không dám hống hách xử tệ với bất cứ ai. Đặc biệt là sống rất tốt với cái nhà. Họ đỗ bên cạnh, không dám ganh ghét. Lo tu nhân tích đức để mà không có chết non. Để mà không chịu những cái quả báo xấu ác Bởi vì rõ ràng là Nhà họ đổ nghiệp nặng hơn Nên nó nghèo hơn Nó tội nghiệp, nó khổ sở hơn Mình sanh ra mình giàu có hơn Nhiều phước báo hơn Mà riết rồi sao con mình chết non, chết yếu Mà nguy hiểm như vậy Đó là gắn nghiệp thay Là do cái quả báo của chính mình Ngay trong kiếp này Cho nên sư nói gắn nghiệp Là vấn đề là không có Nhân quả rất công minh nhưng nếu mình đối xử tàn tệ bằng lời, bằng suy nghĩ, bằng hành động đối với một cái người, cố ý mình đối xử như vậy, mình hại người ta, mình ghét người ta, mình ganh với người ta thì nghiệp của họ trở lại chính mình phải gánh. Cho nên người đệ tử tu học phải biết nhìn xa trông rộng, đừng vì chút lợi nhỏ nhoi thỏa mãn tạm thời mà tạo tác hành vi gánh nghiệp khổ sở cho hôm nay và ngày mai. Đó là cái vấn đề gánh nghiệp. Cha mẹ mà chửi con quá nhiều, mình sẽ gánh những cái nghiệp nghiệp bậy bạ. Đáng lẽ cái nghiệp đó không hình thành, nhưng mình chửi bới đến mức độ nó trầm cảm, mình chửi bới đến mức độ nó khổ đau và đưa đến có khi nó tự tử, tử. Đó là mình đã tạo cái nghiệp đó chứ không phải con mình chịu cái nghiệp đó. Mình chửi nó riết, mình bắt nó phải thành nhân tài, bắt nó phải đậu uh, bảng vàng hạng nhất, topper rồi này kia. Thì nó bị trầm cảm, nó ức chế, nó khổ đâu. Nó đi đến cái chết, đó là chính cha mẹ tạo cái nghiệp đó ra. Đó là con phải gánh cái ác khẩu của cha mẹ đó. Chứ đừng có nói là không gánh nghiệp. Nó câu nhân quả, nó công bằng. Nhưng nó công bằng cũng là rất đúng mức của nó. Có bây giờ mình tạo ra đánh người ta Mình nói cái thằng này là phải ăn đòn thôi sư Vì nhân quả công bằng Thì mình đang gánh nghiệp cho họ ngày mai Mình đánh nó ngày mai Con mình sẽ có kẻ đánh Hay Cháu mình sẽ có kẻ hại Nhà mình sẽ có người hại Bởi vì mình đang tạo tác các nhân ác Ngay trong hiện tại Và mình sẽ gánh nghiệp cho người Đó, đó là ác nghiệp đó, nghe chưa? Như vậy sư nói có những cái vấn đề Chính cha mẹ sẽ làm cho con phải gánh nghiệp, phải khổ sở, nghèo túng lừa gạt. Thứ nhất, cha mẹ tà dâm ngoại tình. Đó làm việc sai trái. Đối với nam giới là đã phạm giới. Cho nên khi cha mẹ tà dâm ngoại tình thì cái quả báo là đứa con của mình nó sẽ bị cái ác nghiệp chẳng hạn như nó lớn lên nó cũng mang những cái mặt cảm Hoặc là bản thân của nó Cũng không được sống trong một cái Nề nếp tử tế Trong đời sống hôn nhân vợ chồng Của nó ngày mai Đó là cái kết quả đứa con phải gánh nghiệp Đời cha ăn mặc Đời con khát nước có hay không Bảo nhân quả thôi Việc ai làm nấy chịu Nhưng cha mẹ ta giấm ngoại tình Đứa con cũng phải chịu khát nước Một phần trong đó Đó là điều đầu tiên Các vị nghe kịp chưa đó à, cái đó gánh nghiệp là có đó cha mẹ làm ác trộm cắp cướp đoạt đứa con có gánh nghiệp vì nó hưởng những cái của cải không chánh đáng của cải phi pháp cho nên nó ăn thức ăn nước uống tiền bạc nhưng cái của cải đó rất nặng nề nó rất nặng bởi vì là của phi pháp mình thấy mình đem về cho con ăn ngon Nhà người ta rau dưa nhà mình thịt cá suốt ngày Nhưng con mình ăn lại sanh ra bệnh tật Bởi vì của cái đó là phi pháp Và con phải gắn cái nghiệp trộm cắp của cha mẹ Đó là con gắn nghiệp cho cha mẹ Nghe được chưa? <laughs> Đừng có nói là là cái chuyện đó là công bằng lắm Nó bệnh là bởi vì cái nghiệp của nó Thưa các vị có cha mẹ tạo tác các nhân cho nên sư nói có những người làm ác phải vào tù Con không dám gặp bạn, gặp bè Con không dám đi đâu phải giấu thân phận của mình Đi rất xa Tại vì hỏi cha làm gì nữa Cha giết người vào tù Không dám nói Phải giấu đi cái thân phận Sống một cách là gì? Là hèn hạ Chui rút Bởi vì sợ người ta biết đến cái thân phận của mình Thưa các vị Cho nên đó là Cha mẹ đã làm cho con phải gắn nghiệp thay vì người ta hay hỏi đời cha ăn mặc đời con khát nước có không sư nói thứ ba nữa cha mẹ tạo khẩu nghiệp trong cuộc sống hàng ngày thì con phải gắn nghiệp bởi vì trước hết cha là tấm gương mẹ là tấm gương mình chửi bới suốt ngày nó đi vào cái trang giấy trắng của đứa con đứa con cũng chửi bới như thế trong ngày mai <laughs> cha mẹ ru chè cơ bạc thì ăn chơi xa đọa con cái hư hỏng thì cái hệ lụy đó đời nay khổ đời sau khổ con gánh nghiệp cho cha mẹ nếu cha mẹ rượu chè cờ bạc điều thứ năm cha mẹ keo kiệt bón sẻn không làm việc thiện thì mình keo một con nó keo mười keo trăm đó cuộc sống thì ngắn ngủi đời sống vô thường con ơi ngày hôm nay con ở cái nhà như vậy được rồi tu nhân tích đức cứ nay cái nhà mai biệt thự hôm nay xe này mai xe kia một cái chết đến chẳng mang gì theo chỉ mang tội lỗi cha mẹ phải khuyên như vậy tại toàn suối con làm vậy phi pháp trộm cắp đủ mọi cách và đó là mở đường cho con đi vào địa ngục đời con đời cháu đó cũng là một cách gắn nghiệp với nhau nghe được chưa và một cái gánh nghiệp nữa đó là bất hiếu mình mà bất hiếu thì con mình sẽ càng bất hiếu hơn cho nên đừng bao giờ bất hiếu với đấng sinh thành nên nhớ rằng tội bất hiếu chửi mắng đánh đập nói những lời không hay đối với cha mẹ phải chịu quả báo rất nặng nề về sau trước hết là con mình nó sẽ đối xử tệ bạc với mình mình nói sao mày bất hiếu quá vậy mình cũng xem xét lại coi mình có cái khiếm khuyết gì đối với ông bà cha mẹ của mình hay không. Đó, như vậy là mình làm một cái tấm gương để rồi con phải chịu các quả báo, gánh nghiệp nó có những mặt đó. Và cũng có những người nói thưa sư, mẹ con đau nặng, cha con đau nặng, con phát nguyện cúng dường cho cha mẹ 5 năm tuổi thọ, 10 năm tuổi thọ. Như vậy là con gắn nghiệp cho cha mẹ, để cho cha mẹ trường thọ, phải không? Vì sau khi con phát cái nguyện đó, thì cha, thì mẹ con bình phục, khỏe mạnh, vui tươi. Mà bây giờ là đã sống thọ hơn đến 6 năm rồi. Con tin chắc là sẽ hưởng trọn 10 năm tuổi thọ con cúng dường. Điều đó có hay không? Thì trả lời luôn. Thưa các vị, trước hết ở đây là tấm lòng hiếu thảo của đứa con. Cho nên là tiếng vang đồn thấu đến cửu cung. Ngày xưa một kỳ liên quá có hiếu mà Đức Phật đã cho tất cả tăng chúng sau mùa an cư phải thiết lễ mà cầu nguyện hồi hướng cho bà Thanh Đề. Mình mà không có lòng hiếu, mình đến mình xin lễ, không có sư ở nhà. Tăng ni là đi Phật sự hết. Mình muốn cái này xin cái nọ đều không đủ duyên. Một là thiếu duyên, hai là lòng hiếu, lòng thành chưa đủ. Cho nên khi mình phát nguyện cũng 10 năm tuổi thọ là phải thành tâm thì tự nhiên cái chữ hiếu đó làm cho đất trời cảm động mà mẹ biết được, mẹ cũng vui. Chứ còn thật ra cái sự phát nguyện đó nó khế hợp với cái điều rất khoa học đó là tuổi thọ của mẹ mình cũng chưa hết. rồi với cái lòng hiếu thảo của mình làm cho mẹ mau khỏe hơn, bình an hơn, sống thọ hơn. đứa con mà nó đầy đọa nó chửi bới làm cho mẹ chết sớm cũng có. nhưng mà mình phát một cái nguyện 10 năm mà mẹ sống thọ 10 năm thì chưa chắc, chỉ có thể kéo dài thêm tuổi thọ. nhưng bao nhiêu năm đó là chuyện của trời đất là mạng phúc của mẹ cha. Tuy nhiên trong cái việc này, sư tám thám cái lòng hiếu thảo của đứa con. Còn gió phúc, do mạng của người cha, người mẹ mà đứa con hướng đến. Cũng có người cúng xong rồi, tiếc mấy hôm qua phát 10 năm, thôi giờ xin lấy lại 5 năm thôi, cũng được. Phật có nghe thì cũng mỉm cười thôi. Bởi cái vấn đề là ở cái tâm mình và không phải mình cúng mà cha mẹ nhận được đâu các vị. Cái nhận được đó nó còn đầy đủ duyên, đủ phước mà khi mình cúng 10 năm chưa chắc mình đã giảm thọ 10 năm. Có khi mình phát tâm 10 năm mình lại tăng tuổi thọ lên 10 năm bởi vì cái phước lòng hiếu thảo nó sanh ra cái phước báo quá lớn. Các vị nghe được không? <laughs> Tiền thân của đức Phật khi thấy cảnh khổ ở đâu là phát nguyện xin cứu độ chịu thay những đứa con bất hiếu ngồi trên cái bàn trông hầm lửa thì cứ xin là tôi sẽ chịu ngồi trên trông đội trên lửa để thay tội cho những đứa con bất hiếu để cầu nguyện cho những đứa con đó không bao giờ bất hiếu thì ngồi trên cái hầm lửa lửa hóa thành sen vàng ngồi trên bàn trông bàn trông hóa thành những cái gì êm mát đội lửa trên đầu thì trở thành những cái giống như là nước bát cam lồ. Cho nên mình phát nguyện gánh chịu cái này, gánh chịu cái kia. Chưa chắc mình đã phải chịu. Bởi vì cái tâm của mình như vậy lại tạo ra phước cho chính bản thân mình. Nhưng đây là gọi là hạnh nguyện Bồ Tát. Chứ đừng có phát cái miệng. Miệng chưa dám làm, đừng phát. Dám làm thì phát. Phát tâm ra cái điều trước hết được cái phước báo bởi lòng hiếu đạo, bởi tâm trí thật chứ không phải mình đã mình gánh nghiệp cái là mình bên nghiệp thay cho mẹ của mình đâu. Hiểu cho đúng mọi vấn đề cuộc sống của chúng ta sẽ an lành, gọi là cuộc sống có tránh kiến trong đời sống của chúng ta.